là nói là không có chủ đề, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, mình hôm nay mình lại rất là muốn trao đổi với các bạn những cái thông tin mà mình cho rằng rất là hay trong suốt thời gian qua mình tham gia mạng xã hội Facebook. Mình thấy được ở trên rất nhiều trang Facebook của những người mà đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, cũng như là chống lại các cái thế lực thù địch của Việt Nam, thì rất là may mắn một điều, đó là mình bắt gặp được rất nhiều người có cái tấm lòng cũng như là có cái trình độ đấu tranh để mà đưa cái đất nước mình đến sự ổn định. Là người ta thấy được cái nguy cơ nào của đất nước, người ta thấy nào là những kẻ phản động, người ta thấy được tất cả những cái kẻ làm hại đến đất nước, và người ta đã đưa ra những cái quan điểm cũng như đưa ra những cái có những bài viết cũng như có những cái sự vạch mặt cái kẻ xấu nó đang trà trộn vào cái cộng đồng để mà làm hại đất nước của mình, làm hại cộng đồng mình. Thì chính vì cái điều đó cho nên mình mới việc nhạc thì mình cố tình để đấy, bài này cũng hay, cho nên là mình muốn các bạn trong quá trình mình nói chuyện thì chúng ta cùng nghe nhạc thôi. Thì do vậy cho nên hôm nay mình mới giới thiệu với các bạn một cái nick Facebook là Trần Hải Yến. Mà theo như các bạn thấy đấy, thì nếu các bạn nào chơi Facebook thường xuyên cũng như là tham gia các cái mặt trận đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, thì các bạn sẽ chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ biết cái nick Trần Hải Yến có nhiều bài viết và có nhiều cái và có sự đấu tranh của nick này mạnh mẽ. Và tôi nói rằng các bạn, nếu như thực sự tôi mà là có cái quyền hạn để có thể là khen thưởng, thì chắc chắn một điều rằng không bao giờ tôi bỏ qua cái việc khen thưởng nick này. Bởi vì các bạn biết đấy, sự đấu tranh của mọi người ở trên mạng xã hội có giới hạn về trình độ, giới hạn về sự am hiểu về một vấn đề cụ thể nào đó. Trình độ là một chuyện thôi, có trình nhưng mà không có thông tin, không có nắm bắt, không có sự phải nói là chúng ta không nắm được vấn đề mà mình muốn nói, muốn làm, thì nó lại không bao giờ đưa được cái quan điểm, cái ý kiến của mình đến với người khác. Do vậy cho nên là tôi cho rằng là trong rất nhiều nick Facebook chiến đấu, tôi nói như nick Nguyễn Thị Lý này, nick Nguyễn Ngọc Bảo Trâm này, nick Trần Quốc Hùng này, nhiều nick lắm các bạn, và như có rất nhiều thông tin và thậm chí là có nhiều bài viết xác đáng, mạnh mẽ, đánh thẳng, đánh đúng vào những cái kẻ làm tổn hại đến đất nước của mình, làm tổn hại đến quê hương của mình, và nhất là đang phá đi cái nền chính trị của chúng ta, để cái mong ước là đưa cái chế độ cũ, chế độ cờ vàng, để mà quay trở lại như là đang cố gắng cổ suý thế này thế khác. Các bạn thấy thời gian qua chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là đưa lại tôn vinh Ngô Đình Diệm nè, rồi nó làm bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều. Tuy nhiên thì tất cả những cái hành động, những hành vi xấu đó đều bị các cái nick Facebook này, các nick đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, tôi cho rằng đây là những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, đã làm thất bại âm mưu của nó. Cho nên là hôm nay tôi không biết phải live stream và nói gì với các bạn, nhưng mà tôi muốn các bạn tham quan một vòng cái nick Facebook